Xin chào các bạn ạ, chào mừng các bạn đến với channel của thiết bị thí nghiệm công ty thiết bị Hoàng Kiệt. Này mình xin phép được review cho các bạn cái kính hiển vi điện tử ha, siêu nét, chất lượng 2K đây. Các bạn thấy nó hiển thị trên màn hình này, được nhập khẩu và phân phối trực tiếp tại công ty Hoàng Kiệt. Cái model của sản phẩm này là MKT972 Pro, được sản xuất tại Đài Loan, đó, Đài Loan liên doanh Nhật Bản nha. Rất là nét, mình thấy nó là siêu nét luôn. Trên cái màn hình các bạn xem được ở đây là một cái linh kiện, đó, một cái mạch, cái bản mạch. Mình thấy cái chất lượng hình ảnh nó hiển thị trên màn hình không? Các bạn thấy này, nó quá nét luôn. Thì cái này nó có cái khoảng làm việc xa và cái độ zoom của nó này. Các bạn thấy này, đây nó có hệ thống zoom 0.7, 0.5 và nó có vạch đây luôn, lên 1 này. Đó, ví dụ mình zoom đây, mình zoom xong mình focus lại. Đó, hệ thống zoom 0.1.5 có thể chỉnh được cái khoảng xa, khoảng cách xa gần ở trên cái này. Ví dụ mình làm cái công việc như thao tác mình làm việc ở đây ấy, có thể trải một cái lớp silicon phục vụ cho các cái nhu cầu như là vít này, mỏ hàn các thứ đây. Hệ thống đèn là rất là hiện đại ha. Đó, với bộ nguồn đi rời như thế này, bộ nguồn rời có thể điều chỉnh on off ngay đây, và cái phím tăng giảm độ sáng cũng nằm gọn gàng đây, đó, điều chỉnh. Thì đây là cái cấu tạo này, cái camera này là của, các bạn thấy này, logo Taiwan, sản xuất tại Đài Loan ha. Nó có nhiều chức năng, cái này nó vừa có thể sử dụng phần mềm hoặc là các bạn có thể kết nối trực tiếp lên cái màn hình máy tính như thế này, hoặc là màn hình LCD thì các bạn có thể thấy cái chất lượng của màn hình, đó, quá là nét, siêu nét luôn, siêu cao cấp. Hệ thống đèn và zoom, cái hệ zoom này là zoom lớn rồi. Đấy, thích hợp cho chúng ta sử dụng để coi các bản mạch. Mình sẽ coi thử cho các bạn cái, mình chiếu lại nữa này, mình đẹp quá này. Mình sẽ coi lại cho các bạn cái mạch của cái iPhone ha. Đây, đây là cái iPhone. Đó, iPhone thì các bạn hãy coi đây. Cái mạch nó hơi... Đó, cái iPhone thì mình phải hạ xuống một chút. Tại mình đang để zoom hoặc là mình có thể điều chỉnh zoom đây. Đó. Đây các bạn thấy này. Đây. Rất là nét, siêu nét. Đây là cái mạch của iPhone đó các bạn. Đó. Mạch của iPhone. Chip iPhone. Nó quá là nét. Đấy, tái tạo màu sắc ha. Chân thực ha. Rất là tốt. Thì cái này nó phù hợp, rất là phù hợp cho những anh em nào sửa chữa điện thoại này, kiểm tra linh kiện điện tử trong nhà máy này, với cái đế lớn như thế này rất là tốt và ok. Đó, không thể mô tả là cái kính này nó đẹp đến mức nào nữa, quá hoàn hảo các bạn, rất là hoàn hảo. Mình rất là thích cái này vì nó quá nét. Đó, chất lượng này các bạn thấy này, chất lượng của hình ảnh rất là tuyệt vời. MKT972 Pro. Đó, này là siêu đỉnh rồi, siêu đỉnh về cái hình vi. Mình sẽ chiếu xa các bạn xem này, về cấu tạo này, về thiết kế này, giá nó cực kỳ rẻ các bạn. Hàng liên doanh Nhật Bản, sản xuất tại Đài Loan, siêu bền và siêu nét. Cái độ trong của cái màn hình này nó rất là hay. Cái này nó cũng phù hợp cho các bạn là quay như là vlog này, quay TikTok bây giờ nó đang là một cái trend đấy. Các bạn có thể ứng dụng cái này để kiểm tra những cái vết bẩn trên đồ ăn hay là trà sữa, tất cả các thứ các bạn cũng có thể sử dụng cái kính này, quá nét.